Thưa quý vị, sau đây là phần tin địa phương. Nhà máy nước đóng chai nổi tiếng Arrowhead được lệnh ngừng, không được hoạt động tại dãy núi San Bernardino. Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ đã ủng hộ cho giới hữu trách của tiểu bang California khi ra lệnh cho công ty nước đóng chai Arrowhead phải ngừng lấy nước từ dãy núi San Bernardino. Mặc dù công ty Blue Triton Brands đã lấy nước từ các dòng suối trên dãy núi này để đóng chai kể từ những năm 1906 Thế nhưng, các nhà hoạt động vì môi trường đã tuyên bố việc khai thác nguồn nước đó đang gây thiệt hại cho động vật hoang dã, đặc biệt là vùng Strawberry Creek. Hội đồng kiểm soát tài nguyên nước của California đã ra lệnh cho công ty Blue Triton ngừng sử dụng nguồn nước chảy qua các vùng đất công cộng như là lâm viên quốc gia San Bernardino. Nhật báo Los Angeles Times đưa tin, cơ quan lâm nghiệp Hoa Kỳ đã từ chối cung cấp giấy phép khai thác nước từ các dòng suối ở dãy núi San Bernardino cho công ty Blue Triton. Trong khi các nhà hoạt động vì môi trường đang cổ vũ, thì công ty Blue Triton đã đưa ra một số tuyên bố với nhật báo Time. Họ chỉ trích quyết định này và tuyên bố rằng điều đó không có cơ sở thực tế. Công ty này đã gửi email phản hồi cho nhật báo Time viết như sau, Blue Titan Brands và các công ty tiền nhiệm đã liên tục hoạt động theo một loạt các giấy phép sử dụng đặc biệt trong suốt gần một thế kỷ qua. Người vừa được ân xá California bị cáo buộc đâm chết nhân viên Walmart. Một người đàn ông ở California vừa ra tù hồi năm nay lại mới đâm chết một nhân viên Walmart theo cơ quan hữu trách cho biết. Lonnie Hinton, 29 tuổi, tự thú tại đồn cảnh sát ở Lake Elsinore, thuộc Sở Cảnh sát quận Hạt Riverside, sau vụ giết người chưa xác định động cơ, theo sở cảnh sát có vẻ như đây là một sự kiện ngẫu nhiên và không có sự tương tác nào giữa nghi phạm và nạn nhân trước vụ tấn công. Các cảnh sát ở Lake Elsinore cách Los Angeles khoảng 70 dặm về phía đông nam đã đến hiện trường Walmart ngay sau khi nhận được báo cáo về một vụ tấn công bằng vũ khí chết người. Khi cảnh sát đến nơi họ phát hiện Jessica Morales 65 tuổi cư dân Manifi gần đó với nhiều vết đâm. Morales đã được sơ cứu nhưng không qua khỏi ngay tại cửa tiệm một đồng nghiệp của cô, người yêu cầu được giấu tên chia sẻ với đài Fox rằng nạn nhân được mọi người đều yêu quý. Người đồng nghiệp này cho biết Morales đã làm việc tại Walmart hơn 25 năm. Sau khi tự thú, Hinton đã bị bắt vì tình nghi giết người và bị giam giữ tại trung tâm giam giữ Coisburg. Vào đầu năm nay, Hinton vừa được thả ra từ nhà tổ tiểu bang sau khi thủ án một tội cướp và đang trong thời gian quản chế. Sau đây là bản tin cuối. Hệ thống siêu thị Costco lắp máy ngăn chặn nạn, xài ké, thẻ thành viên. Costco đang cố gắng chấn áp nạn xài ké thẻ thành viên bằng cách lắp những máy kiểm tra thẻ trước khi khách hàng bước vào siêu thị bán lẻ này hiện nay trước khi vào bên trong Costco để mua sắm thì khách hàng phải quẹt thẻ và nhân viên siêu thị phải xác nhận đúng là người trong hình in trên thẻ bất cứ người nào không có thẻ phải đi cùng với người có thẻ hợp lệ theo thông báo trên trang mạng của Costco cho hay Hệ thống Costco bắt đầu thử nghiệm kỹ thuật này hồi tháng 1 năm nay. Riêng tại tiểu bang California, máy kiểm tra thẻ khách hàng đã được lắp đặt tại các khu chợ Costco tại Long Beach, Los Angeles, Burbank, Laguna Niguel, Roseville và Alhambra. Phản ứng khác nhau với thủ tục mới này, một người có tên là Vos là cư dân của Laguna Niguel viết trên Facebook như sau, việc này chỉ làm chậm thủ tục mua sắm mà thôi. Trong khi đó, một vài khách hàng cho rằng đây là biện pháp phù hợp, trong đó có cô Angel M là cư dân của Los Angeles. Theo cô thì đây là phương cách tốt để hạn chế tối đa những người không có thể đi vào bên trong siêu thị này. Lệ phí thành viên là một phần trong những nguồn doanh thu lớn nhất của hệ thống Costco, giúp cho công ty này bù đắp nhiều khoản chi tiêu để giữ giá thấp cho hàng hóa. Vào hồi năm ngoái, Costco đã thu về tới 4 tỷ 600 triệu Mỹ Kim lệ phí thành viên, tức là tăng 8% so với năm 2022. Hiện nay, lệ phí thẻ thường của Costco là 60 Mỹ Kim cho một năm, còn loại thẻ cao cấp thì 120 Mỹ Kim. Thế nhưng, kể từ tháng 9 tới đây, lệ phí thẻ thường sẽ tăng thêm 5 mỹ kim tức là trở thành 65 mỹ kim còn thẻ cao cấp tăng thêm 10 mỹ kim tức là trở thành 130 mỹ kim